chia tay tỉnh Raven là điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình, nơi mà đoàn làm phim của chúng tôi đã có một sự khởi đầu khá ấn tượng về cảnh quan, đất nước, con người Campuchia, cũng như hiểu thêm về di tích lịch sử Ba Phnom cổ xưa, ẩn khuất bao huyền thoại. Và rồi giữa trưa hè trời nắng gắt, chúng tôi vẫn quyết định xuất phát tiếp tục cuộc hành trình về tỉnh Kông Pong Chàm. Đường quốc lộ 11 từ Rai Vang đến Kông Pong Chàm trên 76 km, trải nhựa khá tốt. Rap, chàng phiên dịch của đoàn, nói rằng người Campuchia không gọi là đường nhựa như người Việt Nam mà gọi là đường cao su. Bao nhiêu một mỗi mẻ? 500 riêng. Xem ra chủ trương tùy tình hình thời tiết, địa hình mà đoàn làm phim phải tác nghiệp theo kiểu tranh thủ làm việc hết mình, di chuyển nhanh gọn và ăn uống qua loa đã phát huy tác dụng. Món bánh mì kẹp chà bông hoặc ăn dế chuối mua dọc đường tuy có vẻ khô khan nhưng cũng thật thú vị. Và bù lại, chúng tôi đã kịp di chuyển tới thành phố Kông Pong Chàm ngay trong buổi trưa. Tỉnh Kông Pong Chàm là một tỉnh đồng bằng không gần chút núi đồi. Vùng đất này với hai loại địa hình canh tác chính: đất thấp trồng lúa nước, còn đất cao trồng ngũ cốc và cao su. Còn thổ nhưỡng cũng gồm hai loại chủ yếu là đất đỏ Bazan và đất bồi từ sông Mekong. Cả hai loại đất này đều màu mỡ. Xe dừng lại ở một cửa sông. Từ trên cao nhìn xuống bao quát, ta có thể thấy nước sông Mekong đổ về thật dữ dội và dòng phù sa ngầu đỏ đã ngập tràn bờ mênh mông đến tận chân trời. Và quang cảnh ở đoạn sông này có khác gì so với các cửa sông ở đồng bằng sông Cửu Long? Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, làm ta có cảm giác phong cảnh vùng sông nước ven bờ Mekong thật sống động làm sao. Chúng tôi lân la theo một khu chợ tạm dọc bên đường, lại một dãy hàng quán cũng na ná ở nét lương, cũng các món chiên xào nhiều dầu mỡ. Nhưng địa điểm này thì tập trung nhiều các loại đặc sản đồng quê trông thật bắt mắt. Xế trưa thì đoàn chúng tôi đã đến trung tâm thành phố Kông Pong Chàm. Kông Pong Chàm là thành phố lớn đứng hàng thứ ba ở đất nước Campuchia. Nét độc đáo là cả thành phố nằm sát dòng Mekong hùng vĩ. Nơi đây không những nổi tiếng với những di tích lịch sử, văn hóa cổ xưa thời vua chúa, mà còn là một thành phố nhộn nhịp nhất vùng đông bắc Campuchia và khu vực hạ nguồn sông Mekong. Từ trên chiếc cầu thật dài hàng ngàn mét và cao ngất vươn mình ngang qua sông Mekong có tên là Kizuna do chính phủ Nhật tài trợ cho đất nước Campuchia, đủ chứng tỏ vị trí huyết mạch và thế mạnh quan trọng của thành phố Kông Pong Chàm cũng như dòng Mekong đã đem lại cho cả vùng hạ nguồn này. Chiếc cầu Kizuna được xem là một trong ba chiếc cầu lớn nhất, dài nhất Campuchia. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Mekong và dãy phố cổ ven bờ, có khách sạn Samaki.
Samaki nghĩa là tình hữu nghị, và cũng là tên một bài hát vui nhộn rất thịnh hành thời mới giải phóng đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Bài hát Việt Nam Campuchia Samaki ca ngợi tình hữu nghị chí tình của quân tình nguyện Việt Nam lúc bấy giờ. Một trong những đặc điểm dễ nhận ra ở thành phố ven sông này chính là các cửa hàng bày bán khá nhiều nông cụ đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước. Ban đầu nhìn các ngư cụ đánh bắt cá quá thô sơ, đơn giản, chúng tôi cứ ngỡ người dân Campuchia có phần lạc hậu trong kỹ thuật đánh bắt cá. Nhưng người bán hàng lý giải rằng người dân Campuchia rất chú trọng trong việc bảo vệ hơn là tận diệt nguồn lợi thủy sản trên sông Mekong. Và điều đó không chỉ thể hiện tính nghiêm ngặt của pháp luật hiện hành, mà phần nào còn thể hiện sự văn minh trong ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và cả trong cuộc sống cộng đồng. Con Pom Chàm là quê hương của đương kim thủ tướng Hun Sen. Vì thế, không có gì lạ lắm khi một ngôi chợ khá bề thế có tên là chợ Ramtimat Kara nằm sát sông Mekong, do người anh ruột của thủ tướng Hun Sen tên là Hun Nen đã đầu tư xây dựng và tặng lại cho người dân Kong Phong Chàm. Do chưa phải là chợ trung tâm, đúng hơn đây chỉ là chợ thực phẩm, nên hàng hóa cao cấp được bày bán không mấy phong phú lắm. Nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp có khá nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được bày bán nơi đây. Tại Kong Phong Chàm cũng còn khá nhiều dãy phố cổ kiến trúc kiểu Pháp, tuy cũ kỹ nhưng khá bề thế và sầm uất. Một hình ảnh khá lạ mắt nữa là người dân thành phố này sử dụng phổ biến kiểu thùng rác công cộng bằng loại vỏ xe ô tô được tận dụng lại để tiết kiệm. Xa xa trông rất ngộ nghĩnh, như là một cái nồi đồng nấu thuốc. Một điều bất ngờ khác nữa đã làm chúng tôi thật sự xúc động là trong lúc các camera đang ghi hình khu phố cổ thì anh Lê Văn Lâm, một Việt kiều, đã chạy đến làm quen, đồng thời mời chúng tôi vào cửa hàng bán bánh ướt của anh để trò chuyện. Vợ chồng anh Lâm kể rằng có lần anh tình cờ vào Internet và thấy trang web của truyền hình Đồng Tháp có rất nhiều chương trình hay. Thế là anh thường xuyên vào xem. Vậy là hôm nay trong lúc đứng bán hàng, anh chợt nhận ra chiếc xe có logo THDT và ekip đang tác nghiệp. Thế là mừng quá, không cần e ngại lạ quen, cứ chạy đại ra mà tay bắt mặt mừng. Nói chung là tôi thấy ai người Việt Nam là tôi cũng hỏi mừng, gỡ rồi hỏi thăm rồi. Như ở đây thì nói chung là như là cuộc sống rồi mình thấy dễ sống. Người Việt Nam là không bằng mướn. Người Việt Nam thường thường là ta đi bằng mộc, bằng hồ, là thợ hồ, thợ mộc. Đó. Còn người vợ thì đi bằng tay. Nói chung là vậy, như thường thường là mấy miễn mà tụ mấy cái xóm nào mà có Việt Nam là Việt Nam thường thường là người ta phải buôn bán cà phê rồi. Là có bán cà phê, bán mì, bán hủ tiếu. Người Việt Nam nói chung là buôn bán không à. Theo lời của anh Lâm thì vợ chồng anh quê gốc ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, qua Campuchia lập nghiệp ngót 23 năm trời rồi chứ ít hỏi gì. Ban đầu cũng lang bạc khắp các tỉnh thành, từ Phnom Penh đến Phnom Penh rồi Siem Reap. Cuối cùng thì anh trụ lại được tại thành phố Kong Phong Chàm này. Riêng nghề làm bánh ướt, anh học từ đất Sài Gòn đem qua đây. Không ngờ, dần dần vợ chồng anh khấm khá và khuếch trương lên cũng từ đây. Hiện nay, anh Lâm còn làm cho một công ty lớn có chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh trên khắp đất nước Campuchia. Trong đó có món bánh ướt của anh, với tư cách là cố vấn độc quyền cho thương hiệu này. Vợ chồng anh Lâm còn chiêu đãi cả đoàn làm phim một bữa bánh ướt thật ngon và miễn phí.
Thế mới thấy tình cảm và tính cách hiếu khách của người Nam Bộ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào và nơi đâu cũng luôn là thế. Dồn dã, hiếu khách, chân tình, nghĩ sao nói vậy? Các loại hàng hóa người Việt Nam qua đây nhiều không anh? Nhiều, bây giờ nhiều. Từ hồi trước thì ở đây nó xài đồ Thái không à. Rồi bây giờ lộn xộn với Thái đó. Giờ đồ Việt Nam thấy đồ Việt Nam nhiều. Giờ ở đây xài đồ Việt Nam nhiều. Phút chia tay với anh Lê Văn Lâm thật vịnh trịnh và xúc động. Và khi xe lăn bánh, trong quyển nhật ký hành trình của đoàn làm phim, chúng tôi đã ghi một câu trân trọng. Tại Công Phong Chàm đã gặp anh Lâm, một Việt kiều Campuchia tốt bụng, vui tính, dù xa quê mà tâm tình luôn hướng về cố hương.